động lực cho mọi người tỉa cái ru rủ thấp xuống đó. Thường là mọi người cứ hay kêu là ru rủ trong một thời gian là nó cao quá mình hái không được. Cái cây ru rủ này là nó vướng cái đường đi nên em chặt bỏ rồi. Mà nó vẫn ra nhánh mới nha. Nên mọi người cứ yên tâm mà tỉa xuống đây. Đây em bẻ bỏ hết rồi đó mấy cái này nè. Bẻ bỏ hết rồi nó lại lên lại nè. Thấy không? Cái này là khi mà mình cắt đó là mọi người lấy cái bọc á ụp lên để cho nó khỏi bị mưa ướt. Cái này nó lành vết thương rồi nên nó kệ nó, không sao hết. Ở lúc mới á, mới chặt đó là nhớ đậy lại để khỏi bị mưa ướt thôi. Đây nha, cái nhánh này nó hơi trái luôn rồi nè, nên đừng có sợ, mọi người đừng có sợ là nó chết, nó không lên lại đó. Thấy chưa, nó có bé tí vậy thôi này, nó vẫn lên nhánh, vẫn lên trái bình thường nha mọi người. Đây là thành quả nha mọi người. Trái chín rất thơm ngon nha.